Dạ, kính chào gia đình Hội Thánh. Thật sự là một sự phước lành khi mà chúng ta được đến để thờ phượng Chúa cùng với nhau. Dù chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ở nhà, khi mà chúng ta có thời gian riêng tư và chúng ta ở nhà khi mà chúng ta học hỏi lời của Chúa, hoặc là chúng ta có thời gian cầu nguyện ở nhà riêng tư, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta thờ phượng một mình, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận sự phước lành khi mà chúng ta trong giờ riêng tư của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta đến cùng với nhau để thờ phượng Chúa cùng với nhau, khi mà chúng ta đến để học hỏi lời của Chúa cùng với nhau, thì chúng ta sẽ nhận được những sự phước lành khác biệt khi mà chúng ta làm những điều đó. Thì cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng ta sáng hôm nay thời gian để chúng ta có thể đến để cùng nhau hát ngợi khen Chúa, cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Thì trước khi chúng ta bắt đầu trong giờ thờ phượng thì tôi xin phép được cầu nguyện và xin mời quý ông bà chị em đồng đứng và xin chúng ta hướng lòng về Chúa. So before we get started with our worship, as we worship together, let us join our hearts in prayer and come to the Father. Father God, we thank you for this morning that you have given us, that it is a time that we are able to gather to seek you, that we gather together because we want to hear your voice together, God, united by your love, by your spirit, that you have brought us here to this place. And so we are here to see your face, God, to know you, to worship you, to express our hearts to you. We long for you. We desire you, God. And so we invite you to be in this place, in our hearts, in our minds, as we praise you, as we listen to your word, as you speak to us. Thank you, God. We pray in Jesus' name. Amen. Good morning, church. As we prepare ourselves for worship this morning, I would like to read to you from Psalm 71, 7 and 8. My life is an example to many because you have been my strength and my protection. That is why I will never stop praising you. I declare your glory all the day long. So let's take this time to turn our hearts to the Lord. Turn it away from all of the distractions and all of the things that we've been thinking about, all of the things that our heart desires. And right now, let's just put that and focus that on the Lord and praise him for everything that he has done for us. Chúa đã nâng lên, Chúa đã tôn.
Chúa, chúng ta cùng nhau hướng lòng và tôi xin phép được cầu nguyện. Let's continue to worship God at this time through the prayer as we give our offering to Him. Kính lạy Chúa, là chào dâu của chúng con. Chúng con trong giây phút này đến trong sự hiện diện của Ngài, Chúa ơi. Chúng con đến vì chúng con tìm kiếm Ngài, vì Ngài đã ban cho chúng con sự phước lành của Ngài, Chúa ơi. Ngài đã ban cho chúng con sự thương xót của Ngài, tình yêu thương của Ngài, Chúa ơi. Và trong giây phút này,
con xin dâng lại cho Ngài, Chúa ơi, không chỉ những vật chất, những tiền bạc mà Ngài đã ban cho chúng con, nhưng chúng con dâng tấm lòng của chúng con, những ý tưởng của chúng con, những ước ao của chúng con đến trong cánh tay của Ngài, Chúa ơi. Chúng con đặt để đời sống của chúng con trong cánh tay của Ngài, và xin Ngài dẫn dắt chúng con luôn luôn, Chúa ơi. Và trong giây phút này chúng con xin tiếp tục đến gần với Ngài, chúng con tiếp tục bày tỏ tấm lòng thờ phượng, yêu thương đến với Ngài, Chúa ơi. Và chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúa Cha, Chúa Tôn.
Sermon Vietnamese with me, you may be staying here in the sanctuary. Xin quý vị cứ tiếp tục đứng, và nếu những ai muốn nghe sứ điệp của Chúa sáng hôm nay qua sứ điệp bằng tiếng Anh với mục sư Daniel, quý vị có thể đi vào phòng thông công. Còn quý vị nào muốn nghe sứ điệp bằng tiếng Việt thì xin quý vị ở lại cùng với tôi ở trong phòng thờ phượng đây. Xin chúng ta mở ra ở sách Các Quan Sát đoạn 2, tiếp tục ở câu số 16 đến câu 18 là phần còn lại sáng hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm lời Chúa cùng với nhau. Không thể bỏ cuộc vì Chúa chưa rời bỏ hay từ bỏ danh sự của Chúa. Cho nên sáng hôm nay mời quý vị cùng với tôi sẽ suy ngẫm tiếp tục. Tuần rồi thì chúng ta suy ngẫm lời Chúa là không thể bỏ cuộc vì cái hậu quả rất là thương đau. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là Chúa chưa có rời bỏ danh sự Chúa. Xin mời quý vị mở ra ở Các Quan Sát đoạn 2. Nếu quý vị có bản hiểu đến cùng với tôi là ở trang 264, ở Cựu Ước 264. Và chúng ta sẽ cùng suy ngẫm lời Chúa trong 3 câu kế tiếp. Xin chúng ta cùng lắng lòng để đọc lời Chúa với nhau. Bấy giờ Đức Giê-hô-va dấy lên những quan sát để giải cứu họ khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng họ cũng không nghe lời các quan sát, vì họ thông dâm với các thần khác và quỳ lại các thần ấy. Họ vội từ bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng theo gương tổ phụ mà vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. Mỗi khi Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ các quan sát thì Ngài ở cùng vị quan sát ấy. Trong suốt thời gian vị quan sát còn sống, Đức Giê-hô-va giải cứu Israel khỏi tay các kẻ thù, vì Ngài động lòng thương xót trước những tiếng thở than của họ trong lúc họ bị đọa đày áp bức. Xin chúng ta một lần nữa đến với Chúa. Chúa ơi, giờ phút này xin Thánh Linh của Ngài mở lòng, mở tâm trí chúng con để chúng con được lắng nghe lẽ thật của Chúa từ nơi Ngài. Và xin Cha ở cùng mục sư Daniel cũng như chính con là những công cụ bất toàn. Một lần nữa Chúa ơi, không xứng đáng nhưng được sự thương xót của Ngài, để sáng hôm nay trở thành những con người, những công cụ mà Ngài dùng để đem sứ điệp của Chúa cho hội thánh của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài bao phủ lấy lòng, tâm trí và môi miệng của chúng con, và để lẽ thật của Ngài được giải bày qua sứ điệp mà Ngài đã đặt để trên lòng của chúng con. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị an tọa. Chúng ta không có thể bỏ cuộc. Vì tuần vừa rồi tôi không có thời giờ đủ để chia sẻ thêm cái phần cuối, cái hậu quả rất là thương đau. Nếu quý vị, có một số quý vị cùng với tôi học sách Các Quan Sát vào mỗi tối thứ tư vào từ cuối năm vừa rồi, trong 6 tháng hơn thì chúng ta suy ngẫm các quan sát, quý vị thấy từ đầu cho tới cuối, tới đoạn 21, đó là một cái tiến trình nói về sự mà ảnh hưởng hay tác động về tâm linh của con dân của Chúa ở thời bấy giờ càng ngày càng đi xuống. Và quý vị coi tới ngay cuối cùng ở đoạn 19 của cuối sách đó, thì tôi chia sẻ với một số quý vị ở trung trang niên học tối thứ tư rồi, quý vị còn nhớ đó, là từ đoạn 19 cho tới cuối hai đoạn kế tiếp đó thì thấy là dân sự của Chúa không những sống không kính sợ Chúa, nhưng họ bắt đầu lấy những cái sự hiểu biết cá nhân của họ để trả thù hay bày tỏ những cái sự bực tức giận hờn. Thì câu chuyện một cái hậu quả mà nói là thương đau như thế nào, là quý vị có thể thấy cái hậu quả thương đau khi dân sự của Chúa, khi dân sự của Chúa chọn những cái lối sống của người ngoài và rời bỏ Đức Chúa Trời, thì cuối cùng nó dẫn đến một tiến trình và dẫn đến hậu quả rất thương đau, là có một người Lê-vi, là một dòng dõi của thầy tế lễ, của dòng dõi là phục vụ trong đền thờ của Chúa thời bấy giờ. Ông có vợ bé, và khi vợ bé của ông, câu chuyện dài dòng tôi tóm tắt lại đây để quý vị thấy cái hậu quả của nó, là cái người vợ bé của ông bị những người nam ở trong phái Benjamin đó, khi ông đi trên đường về nhà từ nhà người vợ bé này, thì những người trai, những người nam ở trong làng, trong thành đó của xứ Benjamin này, họ muốn đòi cái người nam, người Lê-vi này ra để họ hiếp ăn ở về xác thịt đó,
là để hiếp cái người nam này ăn ở về xác thịt. Và cái người mà cái người đàn ông mà mở cửa để tiếp đón người Lê-vi và người vợ của người đó vào tối hôm đó thì nói rằng là không có thể làm điều gian ác đó được. Đây con gái của tôi đây còn trinh, hãy ăn ở với con gái của tôi chứ còn hơn là làm điều gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng những người nam đó không có chịu. Và cuối cùng cái hậu quả là làm gì thưa quý con cái của Chúa? Đây là trong lời của Chúa chứ không phải là chúng ta nói ra cái sự tệ hại, nhưng nó là một cái tiến trình dẫn đến cái sự thương đau ở giữa vòng danh sự. Và cuối cùng những người nam đó đã nắm lấy được cái người vợ bé này, và người ta đã hãm hiếp cô đó cho đến ngày mai chết và để cô đó trước nhà. Người Lê-vi này làm gì? Người chồng này làm gì? Đem xác người đó về nhà, chặt ra thành 11 khúc và gửi khắp nguyên 11 chi phái của dân Do Thái thời bấy giờ. Để làm gì? Để tạo ra, để đem đến cái sự đau thương của người đó, để phơi bày cái sự giận và bực tức đó. Và từ cái chỗ đó 11 chi phái hiệp lại và xém hủy hoại diệt sạch chi phái Benjamin. Thưa quý con cái của Chúa, đây là chúng ta nhìn thấy rằng là cái kết quả, hay nói đúng hơn là hậu quả thương đau khi cha ông của họ không có dẫn dắt dân sự của Chúa đi theo con đường của Chúa. Thành vừa rồi tôi hỏi một câu là nó tốn bao lâu, bao nhiêu để có một thế hệ có thể là quên đi Đức Chúa Trời. Thì tôi không có dám nói, nhưng mà thú thật là trong trải cá nhân và trải nghiệm, và cũng như học trường Kinh Thánh thời trước, nhiều năm trước ở Florida, thì trong cái lớp của gọi là làm chứng đạo đó, thì ông Dr. Robin Jumpers, ông nói, ông dạy chúng tôi là để chúng ta khởi xướng một câu chuyện thì ông dạy là 30 giây, 60 giây và là 120 giây là câu chuyện để làm chứng về Chúa Giê-xu cho người khác. Thì qua cái cá nhân đó tôi thấy rằng là một thế hệ có thể quên lãng Đức Chúa Trời trong vòng chỉ 2 phút mà thôi. Có nghĩa là sao? Nó chỉ tốn chúng ta có thể 2 phút với một tấm lòng sẵn sàng để nói về Chúa Giê-xu cho người khác. Nếu chúng ta không sẵn sàng bỏ ra hay đầu tư 2 phút đó để khởi xướng một câu chuyện, để kể lại hay để hướng dẫn con em của chúng ta, thì thưa quý con cái của Chúa, hậu quả sẽ là thương đau. Nhưng khi nói tới hậu quả thương đau thì một hình ảnh tôi muốn quý vị cùng xem. Xin quý vị mở ra cùng với tôi là tới sách Các Vua thứ nhất. Trước khi chúng ta vào bài giảng của hôm nay, nó có sự nối tiếp. Tôi muốn chứng minh cho quý vị trên lời của Chúa khi chúng ta quan sát ở sách Các Vua thứ nhất đoạn 12 ở trang 384. Đây là câu chuyện nói về vị vua Salomon. Một vị vua mà có thể lời Chúa nói trước kia và sau này không có ai có thể so sánh bằng với sự thành đạt và hiểu biết của ông, phải không ạ? Ông là một người có sự khôn ngoan, có thể nó có tất cả. Những cái thành đạt của ông trong lịch sử của con người đã xác định không có ai, không phải chỉ Đức Chúa Trời nói, nhưng không có một con người nào có thể so sánh với sự thành đạt của Salomon. Dù vậy, cái hậu quả rất là thương đau khi chúng ta thấy cái sự tiếp nuối của người con trai của ông được ghi chép ở trong đoạn 12. Khi Salomon về với Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời cất đi, thì Roboam là con trai của ông lên tiếp ngôi. Và câu chuyện trong đoạn 12 cho biết rằng là Rehoboam lên, và Rehoboam chọn một lối sống cùng với những người trai trẻ, những người thời của vị vua trẻ này. Và khi mà Rehoboam lên thì các trưởng lão của 11 chi phái, 12 chi phái đều nhóm họp lại và họ bàn và họ trình bày với vua Rehoboam rằng là sao? Hãy giảm bớt thuế đi, hãy đối xử với chúng tôi một cách nhân từ đi, thì chúng tôi sẽ trung thành với vị vua như là với cha của vua vậy. Nhưng mà Roboam chọn cái lối sống, chọn cái tư duy của những người bạn của mình và những lời khen của những nịnh thần đó. Và những câu kế tiếp lời Chúa cho biết rằng, quý vị coi cùng với tôi, khi vua hỏi ở câu số 9, quý vị để ý, tôi xin đọc ở câu số 8 để quý vị thấy. Nhưng Roboam không đếm xỉa gì đến ý kiến của các trưởng lão đã bàn với mình, lại đi hỏi ý kiến những người trẻ cùng lứa tuổi với vua và đang hầu cạnh. Và khi những người trẻ đã nghe rồi thì quý vị coi xuống câu số 10. Những người trẻ cùng lứa tuổi tâu với vua rằng dân này đã xin bệ hạ rằng thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một ít nặng nề. Mong bệ hạ giảm nhẹ ít cho chúng tôi. Vậy xin bệ hạ trả lời với họ như thế này. Ngón tay út của ta còn mập hơn cái bụng của cha ta. Có nghĩa là sao? Cha ta đã đặt một cái ít nặng nề trên nên
một ít nặng nề cho các ngươi, ta sẽ làm cho ít các ngươi nặng nề hơn nữa. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Thưa quý con cái của Chúa, một vị vua có sự khôn ngoan, có sự giàu có sự thành đạt, nhưng vị vua đó đã không hướng dẫn người con mình trong lối sống của Đức Chúa Trời, và để hậu quả dẫn đến. Và bởi cái tư duy, cái lối sống của một người vua trẻ này giữa vòng họ, cái hậu quả quả thật là thương đau. 11 chi phái kia đã rời bỏ với sự thống trị hay cai trị của gia đình của Salomon. Họ đã lập lại một vương quốc khác, là từ đó chúng ta biết là gọi là Israel, và luôn luôn chống đối lại gia tộc của David là Salomon Judah. Thưa quý con cái của Chúa, đây cho chúng ta thấy rằng là không phải là gia đình mình nghèo, trong cái sự túng thiếu thì con em của mình sẽ chọn những lối sống thành đạt của người khác và bị cám dỗ. Thưa quý con cái của Chúa, Salomon là một người có tất cả mọi sự, nhưng con của người đã chọn một lối sống không kính sợ và đi trong đường lối của Chúa. Vì tôi tin chắc rằng Salomon đã thiếu cái thời gian hay sự đầu tư ở trong đời sống của con của ông. Cho nên, nếu chúng ta bỏ cuộc, thưa quý con cái của Chúa, cái kết quả hay hậu quả rất là thương đau có thể xảy đến. Nó không phải qua đêm, nhưng con và cháu của chúng ta sẽ gặt lấy. Sáng hôm nay mời quý vị trở lại cùng với tôi ở trong các vua thư. Xin lỗi, các quan sát đoạn 2. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể bỏ cuộc vì sao ạ? Vì Đức Chúa Trời chưa từ bỏ hay rời bỏ danh sự của Chúa. Ở đây có vài điều Chúa dạy tôi trong ba câu này. Bắt đầu ở câu số 16. Bây giờ Đức Giê-hô-va dấy lên các quan sát. Nếu chúng ta coi lại những câu đầu của đoạn 2 thì chúng ta biết được rằng là danh sự cứng đầu. Và những câu mà Chúa nói rằng là sao? Bắt đầu từ câu số 6, câu số 6. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là Đức Chúa Trời cho hay là gọi là Ngài bán họ hoặc là Ngài bỏ rơi họ. Cái từ bán hay bỏ rơi đây không có nghĩa rằng là Ngài một cách là trực tiếp đem họ quăng ngoài chợ hay quăng cho tội lỗi. Thưa quý vị, không phải vậy. Điều đây là có nghĩa là sự cứng đầu, cái lối sống tội lỗi của họ đã làm Ngài gớm ghiếc và Ngài không còn ở cùng với họ, không còn bảo vệ họ, không còn gìn giữ họ. Hay nói đúng hơn rằng là một thân phận là một vương quốc con của Đức Chúa Trời, Ngài không còn chấp nhận cái lối sống của những người con đó và Ngài để cho những người con đó sống ngoài sự chu cấp và bảo vệ của Chúa. Thì bởi điều đó, khi sự bảo vệ và sự gìn giữ của Đức Chúa Trời rời khỏi danh sự của Ngài, thì kẻ thù của họ luôn luôn có cơ hội để ức hiếp họ, để đánh chiếm và gây những tai hại. Thưa quý con gái của Chúa, một điều mà chúng ta nên nhớ rằng là con danh của Chúa. Tại sao có rất nhiều cái sự tai vạ xung quanh thế giới chúng ta đang sống, mà tại sao chúng ta có được sự bảo vệ gìn giữ? Cảm ơn Chúa. Đây là một điều mà sáng nay Chúa nhắc nhở tôi trong sự thờ phượng. Có những lúc chúng ta bước vào đây, thưa quý con gái của Chúa, chúng ta để có một tấm lòng thờ phượng, chúng ta cần phải nhìn lại trong một tuần qua Đức Chúa Trời đã gìn giữ và bảo vệ chúng ta như thế nào. Với những sự suy ngẫm, với những cái reflection đó, với những cái điều đó xúc tác làm cho chúng ta thấy được và cảm tạ Chúa khi lời ca tiếng hát của chúng ta thật sự không phải là tuyệt vời, nhưng có sự thật sự là có tấm lòng biết ơn Ngài về điều mà Ngài đã ban cho chúng ta. Không biết quý vị nhìn thấy như thế nào, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới tràn đầy những sự xáo trộn, thưa quý con cái của Chúa. Tràn đầy những sự bi thương và đau đớn ở trong vòng xã hội chúng ta đang sống. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy rằng tình yêu của Chúa ở cùng với danh sự của Ngài, sự phước hạnh của Chúa ở cùng với danh sự của Ngài, nhưng danh sự của Ngài không thấy được điều đó, Ngài họ chọn những lối sống và để cuối cùng Ngài phải rời bỏ hay lấy đi cái sự bảo vệ và gìn giữ đó trên đời sống của họ. Thì ở đây Chúa cho chúng ta, tôi học được 3 điều ở trong 3 câu kinh thánh này. Thứ nhất rằng là Đức Chúa Trời có một chương trình cứu rỗi cho danh sự của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn có một chương trình cứu rỗi cho danh sự của Ngài, và những chương trình này luôn luôn được bày tỏ trên những con người thuộc về Ngài. Có nghĩa rằng là sao? Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là ở câu số 16, Ngài dấy lên những các quan sát, Ngài dấy lên những quan sát.
Thưa quý con cái của Chúa, Đức Chúa Trời khi muốn giải cứu một ai đó hay đem một ai đó vào trong chương trình cứu chuộc của Ngài thì Ngài luôn dùng những con người đã thuộc về Ngài. Con người chưa thuộc về Ngài vì họ không biết gì về Ngài, họ không biết về tình yêu sâu đậm, họ không biết về gì chương trình và sự nhân từ của Chúa như thế nào. Nhưng những người đã thuộc về Ngài rồi, chúng ta biết được tình yêu và sự nhân từ thương xót đó. Thưa quý con cái của Chúa, là hội thánh của Chúa, chúng ta không có thể trông chờ những cá nhân ở ngoài xã hội, những người ở trên Washington DC, những người ở trong chính phủ của chúng ta để có một chương trình nào đó giải cứu nhân loại của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa rằng là Chúa cho những người lãnh đạo của quốc gia chúng ta đang sinh sống nhiều năm qua là những người tin kính Chúa, những người có những chương trình để bày tỏ hay muốn nói về đức tin của Chúa cho thế giới qua cái vị trí lãnh đạo của họ. Và nếu quý vị chưa đăng ký để không biết là lúc này còn sớm hay không, còn kịp thời gian hay không, nhưng những ai có thẩm quyền hay có quyền để đi bầu cử thì khuyến khích quý vị nên bầu cử kỳ nhiệm kỳ này. Không phải là trên tổng thống không nữa, nhưng mà quý vị vừa biết một trong những cái thẩm phán của Supreme Court của quốc gia của chúng ta đã qua đời vừa qua. Và ông tổng thống President Trump đã đề cử lên một vị mới. Thưa quý con cái của Chúa, tổng thống 4 năm, 8 năm có thể thay nhiệm kỳ, nhưng một vị thẩm phán có thể ở trong vị trí đó 40, 50 năm. Nếu cái cô thẩm phán Amy này sẽ được là có thể là ít nhất là 40 năm. Quý vị có hiểu được cái giá trị nó sẽ ảnh hưởng đến đời con, đời cháu của mình, những luật pháp mà chúng ta sẽ sống trong quốc gia này không ạ? Cho nên tôi khuyến khích quý vị nên cầu xin Chúa soi dẫn quý vị lấy cái thẩm quyền mà chúng ta đã được ban cho là một công dân của Hoa Kỳ nên sử dụng lá phiếu sắp tới. Tôi không kêu quý vị phải bầu ai, nhưng thưa với quý vị, nó rất ảnh hưởng đến lối sống, đời sống của chúng ta. Dầu vậy, chúng ta không có thể nào đặt để chương trình cứu chuộc của Ngài vào một vài vị thẩm phán đó hay vào vị tổng thống. Thưa quý con cái của Chúa, lời Chúa cho biết rằng là sao? Ngài có chương trình cứu chuộc cho dân sự của Ngài dựa trên những quan sát, là những người tầm thường. Những đoạn kế tiếp chúng ta thấy những người có thể là một tướng của một đạo binh, những người có thể là những người mà đáng Gideon là những người mà nhút nhát, một người phụ nữ là một người nội trợ ở trong nhà có thể giết một thủ lĩnh, một tướng của một kẻ quốc gia của kẻ thù. Đức Chúa Trời dùng rất nhiều người có nhiều nguồn gốc khác nhau, như ông Shamgar là một câu kinh thánh một. Đức Chúa Trời dùng sức lực của ông để giải cứu dân sự khỏi cái sự ức hiếp của kẻ thù. Chỉ một câu kinh thánh một thôi nói về ông. Cho nên điều ở đây chúng ta muốn nhìn thấy rằng là chương trình cứu chuộc của Chúa được bày tỏ trên tất cả những con người thuộc về Ngài, chứ không phải ở vị trí của mục sư, ban chấp hành hay là một vị lãnh đạo của một quốc gia. Trong những ngày qua, Chúa luôn nhắc nhở tôi rằng có những người mà chúng ta đang gặp hàng ngày, đang có sự tiếp cận hàng ngày, thưa quý con cái của Chúa, họ có rất nhiều cái sự tổn thương. Trong tuần vừa qua đây thì tôi ở làm việc, tôi có được cơ hội gặp một cô. Và khi tôi nghe nhiều chia sẻ về những cái thăng trầm của cô, lúc đầu tôi rất là hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà khi càng nghĩ lại thì tôi thấy được rằng là wow, cả 20 mấy năm trên cuộc đời của người này chưa cảm nhận được một sự phước hạnh của những con người xung quanh cô. Cô đi cuộc sống có thể nó lên đến chỗ này, chỗ kia, đất cả mọi nơi. Đức Chúa Trời trong sự tể trị và chương trình đã cứu cô. Dầu vậy, cô vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa với những con người xung quanh cô. Khuya tối thứ sáu, cô và tôi gửi tin nhắn qua lại thì tôi lắng nghe được những cái sự tuôn trào của cô. Và tôi thấy rằng một người gần 60 tuổi đời, trong 20 hơn năm qua trong cuộc đời, không có cảm nhận được tình thương của Chúa qua một cá nhân nào xung quanh đời sống của mình. Tôi nghe và tôi cảm nhận điều đó. Thưa quý con cái của Chúa, chúng ta là những người có thể được Chúa dùng làm những quan sát đó. Chúng ta không cần làm những công việc vĩ đại,
Nhưng Đức Chúa Trời dùng những con người thuộc về Ngài để bày tỏ chương trình cứu chuộc của Ngài cho những người xung quanh chúng ta. Điều thứ hai Chúa dạy tôi ở trong câu số 17 đây rằng là chương trình cứu chuộc của Ngài không có tùy thuộc vào cái sự tan vỡ của thế gian này. Có nghĩa rằng là sao? Ngài không có ngưng phát huy, Ngài không có ngưng cái chương trình cứu chuộc của Ngài dựa trên sự không tin hay khước từ của những người này, câu số 17. Nhưng họ cũng không nghe lời các quan sát vì họ thông dâm với các thần khác và quỳ lại các thần ấy. Họ vội từ bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng theo gương tổ phụ mà vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Thưa quý con cái của Chúa, nếu chúng ta là Chúa ngay lúc này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm gì ạ? Phủi bụi mà chúng ta sẽ ngoảnh lưng mà đi, phải không? Khi chúng ta muốn giúp một ai đó nhưng người đó có sự ngoan cố cứng đầu thì quý vị và tôi sẽ làm gì ạ? Đầu hàng. Đủ rồi, phải không ạ? Chúng ta sẽ bước đi. Chúng ta nhìn thấy cái sự tội lỗi, nhìn thấy cái sự ô uế, nhìn thấy cái sự ương ngạnh của người ta như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc, chúng ta sẽ có những cái sự giận hờn cay đắng và chúng ta sẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời không làm vậy. Quý vị có thấy được cái điều ở đây trong câu 17 không ạ? Lời Chúa mô tả những cái từ mà nghe nó rất là nặng. Quý vị lắng nghe nè. Họ làm gì ạ? Thứ nhất là không vâng lời, họ làm gì? Thông dâm. Thông dâm là dùng một cái từ mà nói rất là tệ hại về mối quan hệ. Có một cái sự thương yêu, có một cái sự tình thương đó nó gắn bó với Đức Chúa Trời, với danh sự của Ngài. Nhưng họ đã khước từ đứng là vua của muôn vua, đứng đã tạo dựng, đứng đã hy sinh, đứng đã yêu thương họ để đi theo những cái hình ảnh, hình tượng mà chẳng có thần linh nào ở trong đó cả. Không những vậy, họ khước từ, họ vội, họ quỳ, họ đầu phục họ, họ làm ô uế, họ làm hạ mình thấp kém với những cái mà không có giá trị trong đời này. Thưa quý con cái của Chúa, nhiều lúc chúng ta giúp cho một ai đó thôi, không phải là giải cứu họ một cái việc gì. Nhưng nếu chúng ta nghe từ cái lời của họ có một sự châm biếm, có một lời nào đó mà có một cái ý chỉ trích nào đó hay nói một cái điều gì tiêu cực đó thì chúng ta có sẽ cho họ biết được rằng đủ rồi. Anh chị làm việc của anh chị đi. Tôi sẽ không giúp được nữa. Phải không ạ? Thưa quý con cái của Chúa, chương trình cứu chuộc của Ngài không tùy thuộc vào những sự tan vỡ bất toàn của con người, những sự ô uế và dơ nhớp của thế gian này. Nếu chương trình cứu chuộc của Ngài tùy thuộc vào những công việc này thì thưa quý con cái của Chúa, có lẽ e rằng quý vị và tôi sẽ không được ngồi đây hôm nay. Phải không ạ? Nếu chúng ta thực thi hay thi hành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời giữa vòng cộng đồng của chúng ta thì tôi tin chắc rằng, e rằng những nơi vô gia cư chúng ta sẽ không vào ở, sẽ không bước chân đến. Những nơi có những sự xáo trộn, những nơi có sự tục tiểu, những nơi có sự nhơ nhớp, chúng ta sẽ không ngồi cùng. Cảm ơn Chúa, trong tuần trước chúng tôi trong nhóm học Kinh Thánh tối thứ tư, học qua sách Mác cùng với nhau, thì cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu sau khi kêu gọi Ma-thi-ơ, ông Lê-vi là người thâu thuế, hãy đi theo với Ngài rồi. Thì sau lời Chúa cho biết rằng là sau khi Lê-vi là người thâu thuế, là người mà gọi là tệ hại của xã hội thời đó, trong ánh mắt, trong quan điểm của người Do Thái, ông mời Chúa Giê-xu đến nhà và ông mời tất cả những người bạn mà đã sống trong đời sống, lối sống tội lỗi đó. Và khi Chúa đến, Chúa ngồi cùng với họ, Chúa ăn cùng với họ, sinh hoạt cùng với họ, làm chia sẻ về vương quốc của Chúa cho họ, thì những người Pharisee nhìn vào là: ôi, tại sao thầy nói với các môn đệ của Chúa rằng tại sao thầy của các ngươi lại ngồi với những người tội lỗi như vậy? Thưa quý vị, nếu chương trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu 2000 năm trước không phải vì những người tội nhân này, nếu mà tùy thuộc hay lệ thuộc vào cái sự trình độ, mức độ công chính của con người, thì tôi tin chắc rằng Lê-vi không xứng đáng làm môn đồ hay sứ đồ của Chúa và những người bạn của ông không được cứu. Nếu chương trình cứu chuộc của Chúa đến với cá nhân của tôi dựa trên sự công chính hay dựa trên cái sự bất toàn của tôi thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ không được đứng ở đây sáng hôm nay trước mặt quý vị. Thưa quý con cái của Chúa, chương trình cứu chuộc của Chúa không tùy thuộc vào môi trường, bối cảnh và sự tội lỗi của thế gian này. Xin quý vị cầu nguyện cho John là người hướng dẫn chương trình thờ phượng với ban thờ phượng sáng hôm nay. Lớn lên trong sự phước hạnh của Chúa, nhưng cảm ơn Chúa trong những ngày qua tôi có cơ hội tâm tình cùng với em đi tập gym, rồi nhiều lúc anh em nói chuyện
Một tuần 4 ngày em dậy rất là sớm vào 7 giờ sáng. Em đi ngủ vào 4 giờ khuya, 3-4 giờ khuya. Sáng nay mục sư Hùng nói xấu John chút xíu. Nhưng mà em thức khuya, nhưng 7 giờ sáng em dậy. Em đi đến một vụ Beautiful Feet là có thể nói là một vụ của vô gia cư của một cặp vợ chồng Cơ Đốc Nhân đã làm để giải cứu và đem những người mà vô gia cư đó. Vào 7 giờ sáng em đến đó và em thờ phượng Chúa, hướng dẫn chương trình thờ phượng cho trung bình ít nhất, mùa này em nói ít nhất là 75 gần 80 người hơn, có những ngày tới 120-130 người ở đó. Họ đến họ thờ phượng và em hướng dẫn thờ phượng với họ. Hùng hỏi vậy là một vụ đó có trả tiền cho em không? Nói dạ có, họ trả cho một lần vậy 20 đô. Em đã học ra là có bằng cử nhân về kỹ sư. Nhưng mà em nói là em khao khát được hướng dẫn thờ phượng, được hầu việc Chúa. Em muốn trở lại trường để học tiếp tục trong sự thờ phượng trong lúc ở đây. Và muốn thờ phượng Chúa. Em muốn thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa với Hội Thánh Việt Nam. Nhưng em sinh ra lớn lên ở đây và ở bên Wichita, ở trên Arkansas nhiều Kansas, Wichita, Kansas nhiều năm trong môi trường, trong sự phước hạnh. Và lần đầu tiên em rời xa gia đình và tìm kiếm gọi là ý định, hay nói đúng hơn là chương trình mà của Chúa dùng em như thế nào. Có những bạn trai trẻ, có những anh em trai trẻ, người trẻ đang tìm kiếm Chúa, đang được Chúa kêu gọi để thôi thúc. Thưa quý con cái của Chúa, không tùy thuộc vào những cái sự bất toàn của thế gian, nhưng hãy nhìn vào những con người giữa vòng chúng ta, giữa vòng Hội Thánh Chúa, là những người được Chúa kêu gọi. Chương trình cứu chuộc của Chúa đã qua, dẫn đến qua điều thứ ba chúng ta thấy ở trong câu số 18. Chương trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện dựa trên điều gì ở trong câu số 18? Thứ nhất chúng ta thấy quý vị, và điều này tôi chia sẻ đi chia sẻ lại với gia đình Hội Thánh rất là nhiều. Mỗi khi Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ các quan sát thì Ngài ở cùng vị quan sát ấy trong suốt thời gian vị quan sát còn sống. Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel khỏi tay kẻ thù. Vì thứ nhất, vì Ngài làm gì quý vị? Xin quý vị cùng đọc ạ. Vì Ngài như thế nào ạ? Điều này là chứng tỏ quý vị không mở Kinh Thánh cùng với tôi hả? Điều thứ nhất cho chúng ta thấy là vì Ngài động lòng thương xót. Compassionate love. Thưa quý con cái của Chúa, chương trình cứu chuộc của Chúa bắt đầu, hay nói đúng hơn là khởi xướng và luôn luôn vận hành dựa trên tấm lòng thương xót của Chúa. Không phải dựa trên tài năng, khả năng của con người của chúng ta, tài vật của Hội Thánh. Chương trình cứu chuộc của Chúa luôn luôn dựa trên tấm lòng thương xót, nhân từ của Chúa. Đây là tại sao, thưa quý con cái của Chúa, tôi luôn luôn khích lệ những anh em trẻ và cũng như với gia đình Hội Thánh nhiều năm qua. Lý do mà tại sao Chúa kêu gọi và thôi thúc lòng của tôi luôn luôn lao vào công việc của Chúa là tôi xin Chúa cho con có được tấm lòng thương yêu những người xung quanh con như chính Chúa đã thương yêu họ vậy. Một trong bốn câu Kinh Thánh mà tôi đã từng chia sẻ với Hội Thánh Chúa đầu năm, một trong bốn câu Kinh Thánh hay đoạn Kinh Thánh gốc trụ cột của đời sống của tôi trong nhiều năm qua, đó là Ma-thơ đoạn 9 câu 35-36. Khi Ngài nhìn những con người đó, thì Ngài nhìn thấy như một bầy chiên không có người chăn. Và lời của Chúa nói rằng ở câu 35-36 là Ngài động lòng thương xót họ, compassionate love. Ngài có một cái tình thương, không phải là thương hại họ. Chương trình cứu chuộc của Chúa bắt đầu từ đây, chứ không phải bắt đầu từ trên sự công chính của Chúa, thưa quý con cái của Chúa. Nếu dựa trên sự công chính của Chúa thì tôi tin chắc rằng cái sự chính trực đó, cái sự công chính đó sẽ hủy diệt chúng ta hết. Nhưng ấy là bởi tình yêu thương này mà Ngài đã thực thi, Ngài đã dấy lên những quan sát này. Một người thất bại, tới người này hay tới người khác, nhưng Ngài luôn 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 tiếp tục chương trình cứu chuộc của Ngài. Điều thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là chương trình cứu chuộc của Ngài được thực hiện câu khúc sau, ở câu số 18. Ngài động lòng thương xót trước những tiếng than thở của họ trong lúc họ bị đọa đày áp bức.
Thưa quý con cái của Chúa, như những tuần qua Hùng có cơ hội chia sẻ với gia đình Hội Thánh, thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cần phải xin Chúa cho chúng ta thấy được cái sự tan vỡ của những người xung quanh. Hùng suy ngẫm rất nhiều tuần qua, điều gì để có thể làm mới lại tấm lòng của Hội Thánh Chúa sau cái pandemic này, sau cái cơn đại dịch này của 2020. Điều gì để làm nóng cháy tấm lòng của con dân của Chúa trở lại, để rồi họ có cái sự ham thích thờ phượng Chúa, không phải nhưng mà đeo đuổi sứ mệnh của Chúa trên Hội Thánh của Chúa. Thưa quý con cái của Chúa, không có một cái yếu tố, không có một điều gì có thể thật sự làm cho chúng ta có sự mạnh dạn, có cái sự nóng cháy với vương quốc của Chúa nếu chúng ta không nhìn thấy những con người tan vỡ xung quanh chúng ta. Có thể bắt đầu từ trong Hội Thánh, nhưng không có thể nào giới hạn ở trong Hội Thánh mà thôi. Vì nếu Hội Thánh nhóm họp mỗi Chủ nhật này để chúng ta khích lệ và cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau thôi, thì thưa quý vị con cái của Chúa, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn lại 5 người, 7 người hay 3 người, vì từ từ Chúa sẽ cách đi những người này hết. Có thể về với Chúa, có thể đi những nơi khác. Nhưng thưa quý con cái của Chúa, với tấm lòng nhân từ thương xót của Chúa, với cái nhận thức được những sự tan vỡ của những người xung quanh, đó là chương trình cứu chuộc của Chúa khởi đầu và bắt đầu hành động trên hai yếu tố này. Nếu chúng ta không nhìn thấy được những điều này như Đức Chúa Trời đã nhìn, thì thưa quý con cái của Chúa, tôi e rằng chúng ta sẽ gặt lấy những cái hậu quả thương đau ở trong đời sống của con em của chúng ta. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên và chúng ta đến với Chúa. Thưa gia đình Hội Thánh, Hùng không thấy được những điều gì có thể xúc tác hơn qua những gì mà Chúa cho Hùng 14 năm qua trong sự hầu việc Chúa, trong sự dấn thân, là tại vì Chúa đã cho tôi thấy được những sự tan vỡ, những sự bất toàn của những con người xung quanh tôi. Nhìn xa hơn cái sự bất toàn của họ thì nhìn thấy cái sự đau thương của họ, chứ không có xét đoán họ. Và cảm ơn Chúa không nhìn thấy mà thương hại họ, nhưng nhìn thấy với cái sự nhân từ và thương xót của Chúa. Đó là lý do, đó là động cơ, đó là sự xúc tác, đó là cái năng lực mà Chúa đã dạy dỗ tôi 14 năm hơn qua trong sự hầu việc Chúa. Thưa Hội Thánh, dựa trên lẽ thật, dựa trên những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua lời của Ngài, tôi thấy những yếu tố này là những điều thật sự mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trên danh sự của Ngài, giải cứu danh sự Ngài hết lần này qua lần khác. Thưa Hội Thánh, không phải bởi bao nhiêu tiền mình có, bởi bao nhiêu khả năng mình có, bởi bao nhiêu chương trình mình có, nhưng chương trình cứu chuộc của Ngài đã được khởi xướng dựa trên những điều này. Tôi mời gọi quý vị, nếu quý vị chưa có điều đó, hãy đến với Chúa và xin Ngài cho chúng ta có điều đó. Xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng cảm thông và cảm nhận được cái sự tan vỡ và đau thương của những người xung quanh. Xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng nhân từ và thương xót những người xung quanh như chính Chúa đã bày tỏ sự nhân từ và thương xót với chúng ta vậy. Để rồi qua đó quý vị ơi, những ai được Chúa kêu gọi để thực thi chương trình cứu chuộc của Ngài, thì chính Ngài sẽ là đứng trang bị người ấy làm công việc đó. Xin chúng ta đến với Chúa. Trời sáng hôm nay, con cảm ơn Chúa đã cho con một lần nữa để chia sẻ qua lẽ thật của Chúa với gia đình Hội Thánh ở đây. Những điều mà con nhìn lại trong 14 năm hơn qua, Ngài đã đặt để trên lòng của con. Và qua những hành trình Ngài đã tô luyện cũng như trao dồi và biến đổi con qua những yếu tố này. Con không khát khao để trở thành một người hầu việc Chúa với một chức vị. Con không khát khao
để làm một cái gì đó vinh quang cho cá nhân hay sự thành đạt trong chức vụ của cá nhân. Nhưng 14 hơn năm qua trước mặt Ngài cũng như 10 năm qua trước Hội Thánh, xin đời sống của con là một sự khích lệ cho gia đình Hội Thánh rằng Chúa ơi, con khát khao mỗi ngày được Chúa cho con nhìn thấy những con người nào Ngài đặt để trong đời sống của con để bày tỏ sự nhân từ và thương xót của Chúa. Để sẵn sàng nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa dùng con để cho họ thấy được tình yêu và chương trình cứu chuộc của Ngài. Xin Chúa thương xót gia đình Hội Thánh Chúa và sử dụng chúng con. Xin Ngài dấy lên một thế hệ tin kính Chúa, một thế hệ đi trong đường lối của Chúa, một thế hệ giữ những diềm mối, những sự dạy bảo của Ngài. Một thế hệ trở thành những quan sát để Chúa ơi, ở bất cứ nơi nào, ở trong cộng đồng, đất nước, quốc gia, thế giới chúng con đang ở, Ngài sẽ dùng những người trai trẻ này, những bạn trẻ này, tôi trai tới gái trẻ này, để đem danh sự của Ngài đến lại gần với Đức Chúa Trời. Một lần nữa xin Chúa sử dụng chúng con để bày tỏ tình yêu và chương trình cứu chuộc của Ngài cho nhân loại chúng con. Cầu xin tình yêu của Đức Chúa Cha ở cùng với danh sự Chúa. Cầu xin ân điển của Chúa Giê-xu luôn luôn dư dật trên mỗi góc cạnh, trên mỗi lời ăn tiếng nói của mỗi thành viên trong gia đình Hội Thánh Chúa. Và cầu xin Thánh Linh của Ngài luôn luôn bảo vệ và gìn giữ Hội Thánh của Chúa là một từ nay cho đến lúc Ngài trở lại. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.